Otis và Sudi đổi bố mẹ. Dạo này ăn nhiều quá nên mình phải tập thể dục hàng ngày. Wow, trên bàn có nhiều đồ ăn quá đi. Con sẽ không được ăn nữa. Nhưng đó là đồ ăn của con mà bố. Từ giờ con phải thay đổi thói quen xấu bằng việc học và tập thể dục. Vậy là toàn bộ chỗ đồ ăn vặt yêu thích của Otis đã bị bố tịch thu hết rồi. Con hãy bắt đầu luôn từ hôm nay đi. Ok bố. Nhìn Otis của chúng ta có vẻ mệt mỏi quá. Còn tớ thì đang học bài mà mẹ cứ bắt ăn hết cái nọ đến cái khác. Con gái, mau ăn đi. Không, con không muốn ăn. Ôi trời, hình như mẹ đang không hiểu ý của Suri rồi. Suri cần sự tập trung bây giờ. Mẹ, con đang học bài mà. Còn phải ăn nhiều hoa quả mới tốt cho sức khỏe chứ. Há miệng ra nào. Suri tội nghiệp. Phải làm sao thì mẹ mới hiểu Suri thực sự cần gì chứ. Này, Suri, hay là chúng ta đổi bố mẹ đi. Chúng ta sẽ được làm những thứ mình muốn. Mình đồng ý. Được, mẹ sẽ chiều theo hai đứa. Liệu mong muốn này của Otis và Suri có thực sự tốt hay không? Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đổi chỗ nào. Lại đây nào, con gái. Mình về nhà thôi con. Tạm biệt Suri. Cảm giác không ai làm phiền. Thích thật đấy. Hả? Sara đến rồi đây. Có vẻ như Suri vẫn đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Chị Suri ơi, chơi với em đi. Chuyện này là sao? Suri và Sara đang cùng nhau chơi trò chơi kìa. Hình như Suri bắt đầu mệt mỏi rồi. Chị Suri, mau ra đây với em. Chị nhìn này. Hôm nay em sẽ trang điểm cho chị thật đẹp và lộng lẫy. Ôi trời, Suri biến thành bộ dạng gì đây? Những món yêu thích của mình. Mình phải ăn sạch hết chỗ này mới được. Mẹ, con vẫn còn muốn ăn nữa mà mẹ. Của con đây. Sao lại toàn rau thế này? Con nên ăn nhiều rau xanh thì mới tốt. Nhưng mà phải nghĩ cách thôi. Úi, khó ăn quá thì mất. Chán thế nhỉ. Mình muốn ăn thêm một cái gì nữa. Con trai, ở đây vẫn còn. Con ăn nữa đi nha. Con xin bố. Thịt gà ngon quá bố ạ. Con uống Coca đi này. Bố ơi, con được bà kiểm tra điểm 10 nè. Giỏi lắm con gái. Bố thưởng cho con gái của bố này. Bố ơi, đó là của con mà. Từ nay Suri sẽ là con gái của bố. Không, con không chịu đâu. Không. Có lẽ đến lúc này Otis mới nhận ra rằng mình đã sai thật rồi. Chúng con không muốn đổi bố mẹ nữa đâu ạ. Các con lại đây nào. Sau lần trao đổi này, Otis và Suri cũng đã có một bài học sâu sắc rồi. Bằng nhiều cách quan tâm khác nhau, bố mẹ cũng luôn mong những điều tốt đẹp nhất, phù hợp nhất cho con của mình. Wow, có nhiều màu sắc đẹp quá. Mình sẽ vẽ với màu đỏ đầu tiên. Phải vẽ một bức tranh thật đẹp mới được. Các bạn nhìn đây. Đầu tiên là lấy mực đã nào. Giờ mình sẽ vẽ một hình người vào đây. Lấy mực tiếp nào. Wow, nhìn hai bàn tay trong tranh này. Đẹp không các bạn? Gina ơi, ăn hoa quả thôi. Nào, mà ăn đi nào. Khoan đã, Gina. Tay bẩn thế này mà muốn ăn sao? Con mau đi rửa tay cho sạch sẽ đi. Không, con không muốn rửa tay đâu. Được rồi, đợi mẹ một chút. Nào, nhìn vào chiếc gương thần kỳ này đi. Ôi không, trên tay Gina đã có nhiều vi khuẩn quá đi. Mẹ đợi Gina đi rửa tay nhé. Mình phải rửa thật sạch sẽ trước khi ăn mới được. Nên rửa với nước rửa tay để sạch thật sạch nhé.
Cuối cùng thì mình cũng có thể ăn rồi. Ngon quá. Giờ ăn táo nhé các bạn. Chuối cũng ngon lắm này. Hả? Gì thế này? Con ăn kiểu gì đấy hả Gina? Con nhìn xem các bạn đang nhìn con kìa. Ôi không, mình phải dọn gọn gàng sạch sẽ lại thôi. Phải như vậy chứ. Chị Gina đang chơi trò gì vậy? Chào Candy. Không được, em bỏ ra đi. Mẹ ơi. Có chuyện gì vậy Candy? Chị Gina không cho con chơi cùng mẹ ạ. Gina, con hãy nhìn đi kìa. Nếu như em Candy đang chơi và con muốn chơi cùng nhưng em không đồng ý thì con sẽ cảm thấy thế nào? Dạ con hiểu rồi. Candy, mình cùng chơi nào. Phải lắp thật chặt nhé Candy. Vậy thôi nào. Buồn ngủ quá đi. Gina, Candy ơi, dậy đánh răng rửa mặt đi nào. Dậy nào, dậy nào. Chúng còn không thích đánh răng đâu. Nhanh, dậy đi. Hãy nhìn kia, răng các con đang có rất nhiều vi khuẩn tấn công đó. Con muốn đánh răng mẹ ơi. Phải vậy chứ. Các bạn nhớ đánh răng thật kỹ ngày 2 lần, sáng và tối, như chúng mình nha. Ôi trời đất ơi, muộn mất rồi. Candy, Candy, dậy đi. Dậy nhanh nào, muộn giờ rồi. Muộn rồi ạ. Nhanh, nhanh lên nào. Con đi đánh răng rửa mặt đi. Mẹ ơi, con chọn cái này hay cái này? Con chọn váy màu xanh. Được rồi. Đẹp quá. Nhanh lên, con sẽ muộn. Candy, nhanh lên. Nhanh lên nào. Mẹ ơi. Chuyện gì vậy con gái? Dép của con. Ôi không. Sao dép lại cọc cạch thế này? Làm thế nào bây giờ nhỉ? À ha. Con ngồi tạm ở đây một chút, mẹ về lấy dép luôn nhé. Ôi trời ạ. À. Dép của con bé đâu rồi nhỉ? Không phải màu này. À đây rồi. Candy, mẹ đến rồi đây. Mẹ lấy được dép cho con rồi này. Vâng ạ. Để mẹ đi giúp con nhé. Được rồi. Hoan hô. Nào chúng ta đi thôi. Nhanh lên nào. Khoan đã. Candy, lại có chuyện gì nữa vậy con? Mẹ ơi, ba lô của con đâu? Ôi trời đất ơi. Lại quên ba lô. Con ngồi đây đợi mẹ một chút. Mẹ về lấy ba lô luôn đây. Thật là. Ba lô đây rồi. Mẹ lâu thế nhỉ? Candy, mẹ đến đây. Ba lô của con đây rồi. Con đeo vào đi. Đi thôi con. Mẹ ơi. Lại chuyện gì nữa vậy con? Mom của con đâu ạ? Ôi, lại quên nữa hả? Đợi mẹ một tí nha, mẹ về lấy luôn. Chán quá, đi thôi. Mom đây rồi. Mệt quá đi. Chán quá đi. Buồn là trời, mệt quá. Xin không con. Mẹ đây cho con nha. Được rồi. Ôi, đợi tôi với, đợi tôi với. Không kịp rồi. Ôi, chúng ta bị trễ giờ mất rồi. Thôi, mẹ con mình lại đi về thôi. Bắn nè, bắn nè. Bắn nè. Wow, trúng rồi. Cái này khó quá nhỉ. Con sắp thắng rồi, cho con chơi.
đến dặn cơm rồi, không điện thoại nhé. Con không ăn. Chơi na ngoan nào. Há miệng nào. Điện thoại nè. À, giỏi quá. Tiếp nào. Con không ăn nữa đâu, cho con chơi đây. Mẹ tịch thu điện thoại này nếu con không ăn hết. Ái chà chà. Con sẽ cố ăn hết, mẹ yên tâm nhé. Con gái mẹ ngoan quá. Hình như mẹ đang bận. Phải hành động thôi. Điện thoại ơi, chờ tớ với. Không được để mẹ phát hiện ra. Thành công rồi. Phải trốn vào đây mới được. Yeah, được chơi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là tiếng điện thoại. Ai, biết ngay mà. Mẹ bắt được rồi nha. Lại chơi game rồi. Mẹ cho con chơi một tí thôi mà. Sena lại hư rồi. Ơ? Mẹ không cho con chơi thật à? À! Lại khóc à? Thôi kệ, đeo tai nghe vào là được ý mà. Ôi, mẹ hết thương con rồi. Mẹ ngủ rồi kìa. Cơ hội đây rồi. Mình phải tìm điện thoại mới được. Mẹ ngủ say quá, không biết gì luôn. Để xem mẹ cất ở đâu nào. Không có các bạn à, hay là ở dưới này nhỉ? Cũng không có luôn, ở đâu được vậy? À, chắc ở kia. À, đây rồi, mình tìm thấy rồi. Đi thôi. Vào đây chơi thôi. Yeah, tha hồ chơi rồi, chết nè. Hôm sau mệt quá, đi ngủ thôi. À! Cái gì vậy nhỉ? Là Jenna. Còn sao thế? Mẹ ơi, mắt của con. Lại thức khuya chơi điện tử đi mà. Đi vào kia mẹ bôi thuốc cho nhé. Vâng ạ. Để mẹ xem nào. Ai bảo con không chịu nghe lời mẹ cơ. Quá khỏi rồi nè. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. À, mẹ có cái này. Nè, chơi tiếp đi. Không, con chừa rồi mà. Con không dám nữa đâu. Sau này không được chơi như vậy nữa, nghe chưa? Con nhớ rồi ạ. Cuối cùng thì Jenna cũng đi ngủ rồi.